cà phê càng tưới càng chết, tưới được 7 nha mọi người, cà phê vẫn chết. Này bồn cà phải làm to lại mới được, đang tưới này. Khi lá cà này phải quét lại bồn cho đàng hoàng thì mới mới được, cứ càng tưới càng thấy chết. Ủa cái này không có tưới đầy bồn à? Không có tưới đầy bồn à? Mai đến ngày nó sẽ xong rồi, cái này cái này tưới đến tối mới chẳng hết cái ô trên rồi. Cái này phun được 20 mét không? Cái này phun được 20 mét không? Phun con kia coi. Phun con kia xem tới đâu. Ồ, xà gớm nhỉ. Mày, nước yếu lắm. Cái này còn cần. Ga mảnh này. Cái này chẳng kháng gì bếp. Cà phê mà càng tưới càng thấy chết. Khéo hết rồi. Dân năm nay là một năm kinh tế buồn rồi đấy. Cái này giờ tưới thế đập thêm một ca bếp may ra cà này mới hồi lại được. Theo thế là mọi người ạ.